Xin chào anh em nhé, chào mọi người. Chúng ta sẽ đi phân tích thị trường vàng cho ngày mùng 9 tháng 10. Như vậy là ngày hôm qua chúng ta có một phiên mà vàng giảm điểm tương đối mạnh đúng không? Một phiên giảm từ đỉnh 50 điểm, sau đó thì nó bật tăng lại tại vùng tham binh 0.4x, cũng là vùng chốt lời theo Fibonacci cộng với vùng FBG Week đúng không? Thì đây chính là cái mục tiêu của chúng ta cho tuần này. Thực ra thì tuần này thì em đã có view cùng với anh em rồi, chúng ta có một cái nhịp mà tạo đáy cho phiên thứ 3. Mọi người chú ý là cái plan của chúng ta rất chuẩn thôi. Đây, chúng ta sẽ cùng tham binh lại. Chúng ta view là tạo đáy vào phiên thứ 3 và nó sẽ về FPG của Week đúng không mọi người? Đây này. Thứ 3, phiên lay này, ngày hôm qua mình đã nhận định rồi, phiên lay là dễ, thứ 3 sẽ có giảm. Thứ 3 giảm thì cái view mình sẽ tạo đáy ở Week, FPG của Week, đây chính là vùng FPG buy ở Week đúng không? Thì đây chính là vùng mà chúng ta sẽ view tạo đáy cho ngày hôm nay. Thế đơn giản nó là như thế thôi, cũng chẳng có gì mà đáng để tâm khi mà cái mục tiêu chúng ta là thứ 3 hoặc thứ 4 nó sẽ tạo đáy ở đây. Đó, nhưng mà cái câu chuyện hiện tại là hiểu rằng đáy nó đã tạo đực được ở đây hay chưa, hay là nó còn tiếp tục nó giảm điểm thì chúng ta sẽ cần chờ trong phiên nay phiên mai đó. Thì kịch bản của chúng ta là vẫn phải tham binh các loại swing buy, nhớ là chúng ta vẫn giữ swing buy. Những cái nhịp mà buy ở cái vùng giá 2400 2500 ở đây cái bias này thì nó chưa đi hết sóng đâu, nó sẽ cần phải lên trên vùng 2800 2900, có thể là 2700 thôi. Đó, cái bias tái tích lũy ở đây này. Đó thì chúng ta vẫn phải follow swing buy trước khi nó kêu cây lên 2408x. Đúng không? Nó kêu cây này thì chúng ta sẽ không follow swing buy nữa. Đó, còn swing buy kể cả điều chỉnh vào đây vẫn chỉ đánh swing là swing buy thôi. Còn những nhịp sell chúng ta vẫn có thể là sell khoảng tầm 30 40 50 giá hoặc là một kể cả 100 giá. Nhưng mà cái swing buy nó phải rơi vào tầm vài trăm, 500 giá, 100, 1000 giá đúng không? Thì cái câu chuyện của chúng ta là chúng ta sẽ cần phải giữ cái swing buy này. Đó, khi mà nó gãy kêu cây đến 2408x thì chúng ta mới thôi, được chưa? Thì những cái vùng giá FPG Week ở đây, đó, FPG buy, hai vùng này là vùng 2533x đến 2548. Đây là vùng đầu tiên, vùng giữ dài này đúng không? Tiếp theo vùng này cũng là một vùng giữ dài này, 2585 đến vùng 2600 không x đúng không? Thì trong cái vùng này chính là vùng mà chúng ta sẽ tham binh đánh lên. Đó thì chúng ta sẽ refine lại vào low time frame chúng ta bắt chờ confirm, hoặc là chúng ta sẽ chia từng vùng nhá. Ví dụ là mọi người chia cho em 2605, 2595, 85, SL 50 pip mỗi mốc đúng không? Hoặc là SL 30 pip tùy anh em, và có thể chốt lời từng phần sau đó chờ xác nhận. Đó thì lên Week thì nó chạy tương đối là giống cái đoạn này, mọi người chú ý nhá. Tương đối giống đoạn này thì tuần này có thể tuần rút chân. Tuần sau test cứu đáy một lần nữa, đó. Tuần sau cứu đáy một lần nữa, sau đó đi lên, sau đó test lại và đi lên. Đó thì nó giống cái đoạn này này, tái tích lũy đoạn này. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ cần phải chờ thêm nhá. Nhìn chung là cứ về vùng buy chúng ta buy lên thôi và có chủ động chốt lời. Lên các mốc này thì vẫn chưa lên được luôn đâu. Có thể là chúng ta sẽ cần phải tham binh những cái nhịp mà bán xuống ở đây. Theo cái nhịp bán xuống thì vẫn là những cái vùng này này. Đó, những vùng này đúng không? Rõ ràng các cái mốc 4x 5x vẫn là vùng mà chúng ta sẽ tham binh bán ở low time frame. Tuy nhiên là giá đang tiếp cận ở cái vùng boy rồi, nên là chúng ta cũng cần phải cẩn trọng một chút. Đó là gì? Đó là sẽ có những cái nhịp mà bật giá tăng mạnh từ cái vùng giá này đi lên. Tuy nhiên nhé, để mà đi từ vùng giá này đi lên vượt đỉnh luôn thì mình cần phải chờ thêm. Có thể nhá, có thể mọi người chú ý là gì? Chúng ta lại có một cái kịch bản như thế này. Xuống đây bật tăng lên cứu đỉnh, sau đó để lại rơi từ 2007 xuống, quét một lần nữa sau đó mới đi lên. Đó, nó chính là cái nhịp mà nó tích lũy động lượng đây này. Quá mua, sau đó thì quay trở lại tích lũy động lượng đúng không nào? Đó, đây cũng vậy, tích lũy động lượng sau đó thì up lên tiếp. Đó, thì đoạn này mọi người cẩn trọng là cái yếu tố quá mua của Week cả khung tháng nhá, khung tuần và khung tháng. Rồi, quay trở lại với chặt ngày thì sao? Chặt ngày thì mọi người chú ý là gì? Chúng ta có một cái setup sell là tương đối chuẩn rồi. Sell ở vùng volume imbalance hôm qua đã vẽ rồi. Thì đây là chính là vùng tham binh sell. Hôm qua là mình cho anh em bắt ở vùng sell 55 nhưng mà nó lại không chọc qua đúng không? Nó lên có 53 thì 53 là bản thân 53 là vùng, 51 53 là vùng sell. Mình chờ xác nhận thì mình sell ở vùng 4x. Nhưng mà ít nhất là nó phải kêu được cái thằng PD low là vùng 37 và vùng 32. Đó thì ngày hôm qua mình đã view được là bán về vùng 3237 rồi đúng không? Đó thì đoạn này thì hiện tại thì mọi người thấy là xu hướng chặt ngày đang là một xu hướng điều chỉnh giảm, nhưng mà giá lại tiếp cận về vùng demand. Đó, mọi người thấy một con sóng tăng này thì đâu đó nó đang tiếp cận về vùng 0.5 đến 0.618. Đó, cái mốc giá 15 này, mốc giá 99 này. Như vậy ngày hôm nay nếu như quét PD low thì nó sẽ tạo đáy ở 99 đúng không? Có thể là qua một chút ở vùng 95 99. Đó, một là kịch bản như thế đúng không? Đấy là vùng point quan trọng. Thứ hai,
là nếu như mà giá không quét PD lâu thì chúng ta thấy là nó sẽ đi inside 3 trong cây này. Có nghĩa là lên trên vùng 439, 46 vẫn bị bán xuống một nhịp. Đó thì vẫn có hai kịch bản. Nhưng mà mình sẽ thông thường đối với chiến lược thì có thể là ưu tiên hơn cái setup là QPD lâu. Nhưng mà cái đoạn này chúng ta có quyền kỳ vọng là đóng inside 3 ở đây. Inside 3 ở đây. Nếu như khỏe thì đỡ được cái vùng giá. Có nghĩa là khi mà nó lên vùng vùng 39 đó mọi người này. Lên vùng 39 này, nó đỡ được vùng giá Pewick Low trên vùng 25 thì chúng ta thấy là nó sẽ đi lên luôn. Đi lên tạo ADH luôn, hoặc là vẫn là một setup QPD low. PD low thì chúng ta sẽ vào low time frame, chúng ta đánh đánh đảo chiều ở phiên phiên single bullet ấy, thì nó thường thì mình sẽ đánh đảo chiều đi lên, thì vẫn có hai kịch bản cho D nhé. D thì vẫn ưu tiên hơn là những nhịp mà giảm điểm, Q low đến khi nào mà nó có một cây engulfing. Mọi người chú ý này, nó có một cây engulfing hoặc có một cây bin ba đó, Q đó, Q thằng PD2 thì lúc đó chúng ta mới đánh 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 tăng, đánh lâu tăng dần, lâu tăng dần. Đoạn này nếu như ưu tiên vẫn là ưu tiên canh canh cao để bán xuống, đó là ưu tiên canh cao bán xuống. Thì nếu như bán xuống thì bán ở đâu, thì bán ở những cái vùng có thể là theo Fibonacci đó, đây mọi người này, có thể là quanh cái mốc giá từ 39 đến vùng giá 46, chia vùng ra 39 46 đó, cái vùng này và vùng mà chúng ta tham mình bán xuống được nhá. Đó, tất nhiên khi mà bán xuống thì chúng ta sẽ cần phải chờ xem cái gốc nó tạo ra, cái gốc tích lũy ở đây như nào. Có thể là test lên đây, test LPS đi lên đó, chúng ta sẽ cần phải chờ thêm. Còn về ngắn hạn thì tất cả những cái nhịp mà buy hồi ngày hôm qua vùng 04, mọi người lên chốt gần cái vùng giá này, đây chính là cái vùng đây này mọi người này, đây có phải là cái con OB của D mà nó con Manzuking mà nó đỡ giá cho anh em không, đỡ giá xong up lên, thì bây giờ nó đóng lên qua rồi, mọi người tư duy đóng lên qua rồi thì nó là cản cái vùng 23 đến vùng giá 28. Thì ngắn hạn chúng ta sẽ cần phải chốt lời bớt một phần các cái lệnh buy ở vùng 04 ở vùng 23 đã. Sau đó chúng ta mới chờ đợi nó xây dựng cho mình một cái nguyên nhân. Nếu như cái nguyên nhân đấy ổn thì chúng ta thấy là lúc đó chúng ta sẽ tố tố buy ở những vùng FVG của H1. Còn lại thì chúng ta lên chốt lời từng phần nhá. Tại vì đây là chúng ta đang dò buy the wing đúng không? Còn để mà xác nhận thì chưa xác nhận đâu. Nhớ nhá. Chiến lược của Sở Huynh thì tất nhiên rồi, chúng ta vẫn đánh lên 2.700, có thể là tháng 11 nhé, trong tháng 11 2.900. Tuy nhiên là đấy là lên tháng, như vậy lên ngày với cả lên tuần thì chúng ta view là có thể là tạo nhìn chung là tạo đáy ở trong cái vùng này, sau đó lên 2.700, sau đó một cái nhịp mà tiếp tục rũ về thì có thể rũ hẳn về cái vùng 2.500 6x 7x, sau đó thì chúng ta view lên trên vùng 2.900. Thì đây chính là cái chiến lược của chúng ta. Có thể là xuống đây này xong đi lên tạo tạo đỉnh một nhịp nữa ở đây 2.700, sau đó rũ xuống 2.500 6x 8x, sau đó mới buy up lên trường 2.800 2.900. Đấy là chiến lược của D nhé mọi người nhé. Đó là chúng ta sẽ view vòng xuống đây, sau đó thì nó đi lên trên này, nó fake một nhịp nữa đi lên đó. Về cái câu chuyện dài hạn trung hạn, vàng vẫn cứ tăng lên mọi người nhé. Rồi con H1 ngày hôm qua này có view mọi người rồi, nó vẫn giữ được cái cấu trúc tăng ở cái bias tích lũy này, kênh tăng này mọi người này, chạm vào kênh tăng bật lên. Đó thì ngày hôm nay chúng ta có hai kịch bản, đó chính là vẫn là chạm kênh tăng bật lên thôi. Chốt lời bớt ở LPSI này, ở đây chính là những vùng LPSI. Thì đây có thể là nhịp mà phối nhỏ, sau đó thì hấp thụ cung ở đây thì đi lên được, đi lên là hấp thụ cung ở đây nhá. Rũ này, lên LPSI được cứ sọt thôi. Ví dụ đoạn này này, lên trên vùng 36 cộng trừ này, Quasimodo lên cạnh trên ở vùng giá 66 58 66 vẫn là những nhịp bán xuống thôi. Tuy nhiên là lên đã bầu được lên đây là chúng ta chỉ bán điều chỉnh thôi đúng không? Test test LPS đi lên. Đó, thì đoạn này chúng ta có hai kịch bản của H1. Đó chính là một nhịp là nó fake trend line. Cái đường trend line này nó sẽ là quét thanh khoản nhá. Đỡ rồi lại quét thanh khoản qua, sau đó thì rút chân ở những vùng vùng quan trọng này, vùng 2.500 6x đến 8x đúng không? 9x đó, trong cái vùng FVG của H1 là những cái vùng chia chia nhỏ ra, những vùng FVG H1 sau đó thì nó fake cái đường trend line này. Đó thì cũng có một cái kịch bản fake, đây chính là kịch bản fake trend line này. Lên đây xuống đây fake cái đường trendline này, sau đó thì quay trở lại đó, thì đây chính là trendline, chính là thanh khoản mà đúng không, thì nó sẽ đỡ một lần thôi. Lần thứ hai về đây thì hạn chế, có thể là về đây này fake qua test lại đi lên, thì H1 thì vẫn giữ được cái cấu trúc tăng và vẫn ưu tiên đánh swing buy. Tuy nhiên nhớ là chúng ta thấy là con vàng thì thông thường nó sẽ hồi về cái đường mốc mốc 45 độ đây này. Đó, đi lên cao đây là những đoạn này phải chốt lời ngắn hạn, mình đã đo cho anh em rồi, 268x là cái vùng mà nó sẽ có điều chỉnh đúng không đã. Đó thì nhịp điều chỉnh này thì về về những vùng này thì lưu ý là chúng ta cũng có thanh khoản ở vùng giá đây này, 2602 2602 cũng là thanh khoản, nó cũng là LPS của cái bài hát tăng này, tái tích lũy này nhá, nó cũng là về LPS, nó cũng là thanh khoản, nên mọi người chú ý là hoàn toàn có thể là sau này nó rũ một phát về đây xong đó mới đi lên.
Đó, thì khi mà rũ về đây mà có tín hiệu bin ma mọi người nhảy vào đấy nhá. Còn hiện tại chúng ta vẫn tham binh ở cái vùng giá 04 đã. Không bốn đi lên thì chốt lời từng phần. Đây chính là cái gốc gốc H1 ngày hôm trước này. Mọi người thấy không? Cái vùng giá 26 đúng không? Thì nó đỡ được cái vùng 22, 22 đến vùng 26. Cái cả cái bài hát này thì cái vùng này chính là vùng SNR nó bị bán xuống. Thì bây giờ cái câu chuyện muốn vượt qua thì nó sẽ hấp tụ cùng ở đây, chọc lên, test lại thì đi lên. Thì đấy là chúng ta sẽ tố lệnh ở những vùng này. Thế vậy chốt lời bớt vị thế bài ở đây. Sau đó thì chờ đợi confirm vượt qua test lại thành công thì chúng ta mua tiếp và up lên vượt đỉnh đúng không ạ? Thì đấy là cái chiến lược nhá. Còn về ngắn hạn hơn mọi người chú ý này, chúng ta đang có những cái vùng buy sell ở scalping như sau này. Cái vùng giá 2.595 đến 2.601, cái vùng này sẽ tìm những vị thế mà chốt bốt của low time frame đúng không? Chốt bốt của low time frame chúng ta đánh đánh buy này. Đó, vùng giá 2.583 86 đúng không? Thì đây là những mốc mà chúng ta có thể đặt limit SL30 pip nhá, đánh buy swing. Mốc gần nhất thì chúng ta thấy là gì? FVG buy M15. Đó, M15 thì chúng ta có thể thấy là FVG buy M15 đây. Sau khi nếu như mà giá quét New York PM ở đây, quét IDM thì cũng là một vùng chúng ta buy nhé. Gần nhất thì chúng ta có FVG buy của H1, đó chính là cái vùng giá sorry mọi người, đây là FVG buy của H1 nhé. FVG buy của H1. Như vậy là chúng ta thấy là FVG buy H1 thì chúng ta vẫn thấy là đỡ được giá vùng 18 này, 17 18 này. Đây là từ vùng 16x đến vùng 10 18. Đó là vùng mà chúng ta sẽ đánh buy, có thể chơi được nhiều nhịp. Tuy nhiên, nếu như lên đã đóng bên trong này thì những cái nhịp sau mọi người chủ động chốt lời bớt ngắn ở vùng 2x thôi. Tỉa dần ở vùng 23 còn chơi được nhiều vòng nhưng mà nhớ là chốt lời, tại vì rất có thể là giá nó sẽ gì quét thằng New York PM xong về FVG 15. Như vậy là cái chiến lược scalping thì chúng ta cũng có hai cái vùng quan trọng cái buổi sáng ngày hôm nay, chính là vùng vùng giá 16 18 target lên 23. 23 24 đấy. Target lên khoảng tầm 30 50 pip buổi sáng chốt lời. Một vùng tiếp theo là giá có thể là quét kết IDM thì vẫn là cái mốc giá breaker block ở vùng giá 008 đúng không? 09 đến 10. 09 đến 12. Vùng này chúng ta cũng có thể tham minh các lệnh buy đi lên. Có thể là Á nó sẽ có Q zone của Á nhé, Q zone của Á sau đó đi lên. Đó thì mục tiêu đi lên thì chúng ta sẽ lên đâu? Cái vùng này này, cái vùng nó tạo ra đáy ở 04 này, chúng ta sẽ view là lên 1.618 chốt lời từng phần này, 23 này. 27 này và vùng 33. Thì đây là chính là cái vùng vùng này chính là vùng bán xuống. Đó, vùng bán của SNR chính là vùng giá 20 28 đến vùng 30. Chúng ta bán xuống này. Bán xuống ở đây chúng ta sẽ chờ tái tích lũy. Nếu như mà thị trường tái tích lũy thành công thì nó sẽ lên up lên trên vùng 46 đến 50. Ở đây này, nó cho mình lên trên vùng này này. Quét thanh khoản cho lên trên này, tái tích lũy được thành công thì up lên 49 50 xong bị bán xuống. Đó, còn lại thì mục tiêu thì có thể là ngày hôm nay chúng ta vẫn view là có khả năng kịch bản nó quét New York PM, nó chính là về đây. Về đây này. Đó, sau đó thì bật lên quét 2, sau đó đi up như này. Thì đây cái chiến lược trong buổi sáng. Buổi sáng thì chúng ta ăn hai vòng đây nhé. Vòng thứ ba cho đánh ngắn thôi. Và sau khi mà chạy nó đây này, nó đóng lến của H1 gần vào đây rồi thì rất có thể nó sẽ quét New York PM. Đây là chính là thằng này này, IDM nhá. Sau đó thì mới đánh hồi lên. Còn nhớ lên nếu như chúng ta có một cái setup mà QPD low thì là những hai cái vùng này nhé mọi người nhá. Mọi người nhớ là quét QPD low thì sẽ quét thủng thằng 02. Nhớ là cái thằng 02 hay 602 ấy, sẽ khả năng quét thủng thì chúng ta sẽ tìm đảo chiều. Đấy cho setup QPD low. Còn lại thì những mốc này chúng ta sẽ có thể tham minh đánh scalping SL30 pip nhá. Còn sau khi mà nó build cho mình cái Á Âu Mỹ thì lúc nào chúng ta sẽ tham minh đánh đánh sau, đánh thêm sau những setup của ICT sau nhá. Hiện tại những vùng này là những vùng mà chúng ta sẽ đánh theo theo cung cầu này. Rồi quay trở lại với cả thằng cái điểm vào lệnh ngày hôm qua. Vào ngày hôm qua thì đơn giản thôi, chúng ta có một cái nhịp mà thứ nhất là chúng ta có một cái vùng một lệnh buy ở xin phiên Silver của London này. Ở London thì chúng ta có một cái Judas Swing. Đó chính là cái lệnh buy vùng 29, tố vùng 35 và target thì lên trên vùng vùng 49. Đó, target để quét thanh khoản đây mọi người này, quét thanh khoản này, quét thanh khoản và có thể là quét thanh khoản đây. Ngày hôm qua mình view là quét thanh khoản đây, sau đó chúng ta mới sell sập. Đó, ngày hôm qua lại view quét xong mới sell sập. Nhưng mà thực chất là chúng ta có thể tham binh sell từ cái vùng vùng giá 53 đến 55 rồi. Đó, cả cái vùng đấy luôn, tại vì đây chính là cái gốc ngày hôm trước mình view này. Có thể là quét đây này, nó chạm đây một phát là chúng ta bán xuống. Tuy nhiên là nó lên đây nó có một tín hiệu của đây này, tín hiệu của việc tạo u tác ở đây đúng không? Thì chúng ta sell tại vùng SNR ở đây. Đó, sell được ở vùng 48. Đó, thì ngày hôm qua chúng ta có một nhịp mà Judas Swing ở vùng
3 ở vùng này. Đi lên thì chúng ta thấy là gì? Sau khi về đây chúng ta đánh x đôi lực đi lên đây thôi, đúng không nào? 2.5 đó thì ngày hôm qua mình view là nó lên quét 2.5 sau đó mình bán sập xuống. Đó, tuy nhiên là chúng ta chốt được các lệnh buy ở vùng giá 49 48 rồi, đúng không? Sau đó săn sell xuống nhưng mà săn trượt đó. Săn trượt thì sau khi mà nó về nó liếm qua thằng giá đây này, nó liếm qua những thằng thằng 31 này, chính là thằng này. Thì mình view là mọi người phải hồi lên, mọi người bán sập kêu thằng lâu London luôn, đúng không? Tại vì nhịp này thì mình view là lên trên 43 cho nó bán về lâu London này này, bán về thằng lâu này. Và ít nhất là chúng ta sẽ đánh x đôi lực từ đây, đúng không? Đánh x đôi lực từ đâu đó lên, nó về vùng 04 chấm mic đấy. Nó về vùng 04 chấm mic. Thì cái vùng không, giá 04 chấm mic này là cái vùng mà chúng ta sẽ cùng phải tham binh những nhịp hồi lên. Cái nhịp hồi này thì chú ý là gì? Chúng ta hồi lên những cái mốc 0.1.168 đến mốc 2 thôi. Đây là những mốc có điều chỉnh. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tham binh đánh đánh sideways ở trong cái biên này. Thì hiện tại thì chúng ta đang thấy là thị trường nó đang đang tạo ra một cái vùng sideways quanh vùng giá 23 đến vùng giá 10 13. Có thể là những cái gì mà xuống test cạnh dưới, đúng không? Sau đó đi lên test cạnh trên có tạo ra side uptrend hoặc là U tác UA, sau đó thì có một nhịp mà rũ bỏ xuống đi lên hoặc là đỡ được LPS xong đi lên. Thì lúc đó chúng ta sẽ chờ confirm, chờ giá xây dựng nhân đây đã nhá. Đó thì biên độ thì đoạn này thì vẫn loanh quanh ở vùng giá 10 10 15 đến vùng vùng 23 thôi. Sau đó thì có những cú test, những cú test này mọi người phải chờ cụm lên đảo chiều này. Chờ cụm lên đảo chiều hoặc là chốt bot của phiên Á, nó kill zone phiên Á đi xuống đây đoạn này này. Hoàn toàn có thể Á lại quay chạy xuống đây, kill zone quay trở lại cạnh trên. Sau đó lại xuống London, như vậy là đoạn này chúng ta sẽ đánh sideways này. Sideways, còn M15H1 vẫn đang xuống giảm. Để mọi người chú ý là bật vào con Boli chúng ta đọc là chúng ta thấy là gì? Con D1 nó đóng đây này, nó giá nó đang nằm dưới đây, giá nó đang nằm dưới SMA20, chính là hàng 24 chấm X. Thì rõ ràng những vùng cản này là những vùng mà chúng ta lên chốt lời từng phần các lệnh buy hồi đây này, chính là những vùng cản động. Thì đó chính là những cái nhịp mà chúng ta cũng cần phải tham binh ở những hai tham phim này. H4 đang là xuống giảm, như vậy là kể cả khi giá có hồi phục về vùng 41, đúng không, cả vùng OB vùng 37 đến vùng giá 44 vẫn là vùng chúng ta bán xuống một nhịp, đúng không? Có thể là tham binh các lệnh bán xuống đây, gần nhất là chúng ta có vùng 27 cộng trừ này, cũng có thể tham binh bán nhé. H1 này, M15 thì khả năng cao chúng ta thấy là cái vùng giá buổi sáng thì nó có gặp cản ở vùng 21, như vậy là kể cả buổi sáng tí nữa nó có nhịp hồi phục thì anh em phải nhớ là bán chốt lời các lệnh hồi ở vùng 21. Ví dụ có lệnh long ở vùng 10 đến 12 thì chốt lời bớt ở vùng 20 22 này, đúng không? M15 thì đang đang lại điều chỉnh giảm xuống, thì đó là chúng ta sẽ tham binh thêm ở những vùng cản động nhá. Rồi thực ra thì nhớ này, chúng ta sẽ không bao giờ có cái câu chuyện là cháy tài khoản khi mà giá nó chỉ chạy có 30 giá ở đây, đúng không? Mọi người phải lưu ý cái câu chuyện là Devon cộng với là chúng ta không không bao giờ để gồng lỗ cả, nhớ là có SL là được, đúng không? Kể cả cái câu chuyện chúng ta dính một hai cái, kể cả ba cái SL thì mọi người phải hiểu là mọi người đi von khoảng tầm 1-3-5%, 10% tài khoản thì đúng không, một này ba này đấy là tùy anh em, 1-3-5-10% tài khoản thì cũng chẳng bao giờ cháy được, thua ba lệnh liên tiếp chẳng bao giờ cháy được, đúng không? Mà trong khi đó chúng ta ăn được rất nhiều kèo. Thứ nhất là chúng ta ăn ở xe 48. Xe 48 về về vùng 30, 30 34 chúng ta đánh bay lên này. Sau đó cái vùng giá 29 chúng ta bay lên này, bay lên tận 4x này. Sau đó chúng ta gì? View là bay 39 đến 48 này, chúng ta dính một cái SL sell ở bay ở đây. Sau đó chúng ta view là sell sell thủng xuống, đúng không? Sell thủng xuống vùng lâu Âu và chúng ta view một lệnh bay 19 26 vào vùng vùng 304 đi lên tận tận 2x. Nên là cái câu chuyện để mà cháy tài khoản không không bao giờ có được, nên là anh em chú ý cái cách đi lệnh của mọi người nhé, cách đi lệnh, cách đi volume và cái tâm lý giao dịch là cái quan trọng nhất. Chứ còn cái điểm đánh thì phương pháp nào cũng có thể cho những cái entry tốt mọi người nhé, thì quan trọng nhất là cái hệ thống giao dịch nhất quán của mọi người thôi.